Báo cáo dựa trên khảo sát từ 6.000 chủ nhà hàng cho thấy có tổng cộng 110.000 nhà hàng ở Mỹ phải đóng cửa kể từ tháng 3 vừa qua, 17% trong số đó đóng cửa vĩnh viễn. Báo cáo cũng cho thấy hơn 500.000 nhà hàng với các chuỗi cung cấp dịch vụ ăn uống và các nhà hàng độc lập đã rơi vào tình trạng suy thoái tài chính chưa từng có. Ngành nhà hàng dự kiến sẽ thất thu khoảng 240 tỷ đô la Mỹ vào cuối năm nay. Gã khổng lồ thức ăn nhanh của Mỹ McDonald cũng là một trong những nạn nhân. Hãng cho biết 200 trong tổng số 14.000 cửa hàng trên khắp nước Mỹ sẽ phải đóng cửa vĩnh viễn trong năm nay.